Ủa cái này là cái mương mình đào vậy hả? Để làm chi vậy? Mưa nó xuống nó chảy ra sao? Để được cái động. Mấy anh em mình sẽ đi vào chuồng gà. Bây giờ phải mang bốt và bút vào để nhiều khi đi dài đường nó bị cỏ rồi các bạn. Mình mặc cái váy và mình cột lên vậy nè mọi người. Chứ nó dài quá để đi nó dấp té sặc máu mỏ à, phải mang giày gì đó. Ai vậy trời ơi, sao tối rồi hiểu không? Chiều vậy nó mát rồi, bởi vì nãy em thấy trời sụp tối, em thấy chiều sụp tối là em nói để đi. Ok, đi luôn đi luôn. Hey, come on come on. Không, ủa ba giò vậy? Ôi tội nghiệp vậy. Nè con, không ăn. Đưa cái đùi gà cho Linh với con gì con liễu với gì ăn rồi. Dạ, trời, tội nghiệp với con. Nè coi. Lia Phin. Phin. Con này không có khó luôn. Con này con lê mà con này mất đồ nó hay quặp đó. Con kia thì gì? Nội. Hai chân khác nhau. Hai chân giống nhau. Nhưng mà hai cái nó đồng cả, đồng mà. Đồng kiểu mà. Rồi anh đi ba chân rồi, tội nghiệp quá. Rồi kìa. Come on. Hi. Được chưa? Đây con. Hi. Đây, hi. Hi. Đây. Đưa đi. Đưa cô. Đây. Hi. Trời nó lại nó liếm em mà em quay qua em gọi nó thì nó chạy. Đây con. Anh ảnh nói là nó rủ mình chơi á. Chạy nhanh 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 nhanh. Dốc. Đang ghê. Yeah. Rồi go. Đi. Đi con. Nè quay đi nè, chiếc đông chiếc tây nha. Rồi vậy nó mới đẹp. Khoan để rum sát là cái đời vậy. À, thời trang kiểu mới năm 2019. Thời trang kiểu mới. Nhưng mà cái cổ nó hơi cứng ha, đi nó hơi khó chịu ha. Ha, cái cổ nó hơi cứng. Các bạn thấy cái việc người nông dân ở bên Mỹ như thế nào các bạn? Cái này gọi là bác nông dân ở bên Mỹ. Coi cái gì vậy? Con nguyên chuồng hay coi nửa chuồng? Nguyên chuồng là sao mà nửa chuồng là sao? Dưới này là đi lên còn nửa chuồng vô cửa bên hông. À. Tức là đi hửi phân. Đi hửi phân nguyên một cái chuồng. Thôi kệ đi chị, hửi, lỡ. Phân thai và hửi. Má nó xì ra đây cái này buồn để thấy không? Đây. Giới thiệu nha. Chủ trang trại giới thiệu là cái sản phẩm gì nha. À, cái đó là công dụng gì rồi ha. Dạ, em xin giới thiệu đây là một bãi phân gà. Một bãi phân gà. Xin mời các bạn. Dạ. À, các bạn mấy chỗ đó là cái đồ để đựng đồ, thức ăn nữa mọi người. Thức ăn. Cái đó là đựng thực phẩm đúng không anh? Thực phẩm rồi cái kia là để đựng xe, nhà kho để xe, rồi để ba cái đồ vật dụng để mình sửa chuồng gà rồi đó. Và quay đầu bên đây là đi chuồng trâu không à, chuồng nè các bạn ơi. Wow, nó bay quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong mình tham quan cái chuồng gà. Cái chuồng gà bên Mỹ như thế nào nha mọi người. Đó, wow. Các bạn thấy không? Ô, gà này ở bên Việt Nam mình gọi là gà gì ta? Không, gà dai. Ở Việt Nam mình gọi gà này gà dai. Ở Việt Nam mình nó là bán một con giống này là 20.000 một con. Đó. Wow. Các bạn xem nè các bạn.
Cái này là nó sâu từ đây xuống dưới đó. Anh từ đây xuống dưới đó là mấy cái này chuồng này ngắn, chuồng này có 450 feet à. 450 feet là tương đương bao nhiêu mét? một feet. Đây là phân gà nè mọi người, cái mấy cái gà họ nó đái, nó ỉa đái xong á cái đầu cái nó quện thành một cục vậy đó, họ sẽ cào cái này lại xong rồi bắt đầu sẽ làm phân để cho mình trồng cây nữa. Nó nhiều như vậy rồi làm sao mình quản lý hết anh? Mỗi ngày em mới đi cái chuồng đi trên dưới á. À mình đi xuống dưới luôn hả? Mỗi ngày em đi 2 vòng. Dạ. Xuống vòng đi lên vòng. Ở đây gió nó hút mạnh quá ha. Hút vô cái mua lên mua đó. Khi mà mình đứng gần ở đó, ở trong nó có cái máy hút, cái máy quạt này nè các bạn. Cái máy quạt này nó sẽ thổi vô. À, rồi xong rồi nó thổi ra ngoài luôn, nó lấy gió ra luôn. Khoan, chờ một chút. Mày muốn hụi đi ra giữa chuồng. Không, bây giờ là mình đang định là tham quan chạy gà. Và mình sẽ mua một cái chăn chạy gà để mình giao cho cái anh này, anh mặc áo trắng này các bạn. Giao cho anh này nuôi gà, tại anh này rất là thích nuôi gà. Giờ á mình sẽ đi vào vị trí ở phía bên trong. Trời ơi, đi ngay chỗ này là nó thổi. Đi ngang chỗ đó, ngang là phải nghe mùi thúi gà đó. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra khúc ở trên để mình quay cho các bạn xem cái cách mà gà ở bên đây nó ăn như thế nào, uống như thế nào. Rồi á, rồi cách làm vệ sinh như thế nào. Ở đây có một cái mương. Ủa cái này là cái mương mình đào vậy hả? Để làm chi vậy? Mưa nó xuống nó chảy ra rồi sao? Để được cái động dũng phải không anh? Còn hai cái bình đó anh? Gas. Bình gas của gà hả? Ủa làm sao mà nó ra đây được vậy? Mình mỗi gà vô, gà con vô chuồng nó phải nóng. Vì nó đâu có mẹ đâu. Ồ dạ. Thành ra cái gas nó đốt cho nó nóng cho. Là cái gas này để thổi vô đây để giữ ấm. Ồ. Vậy là khi mà gà lớn là mình không cần giữ ấm nữa. Dạ. Okay, bây giờ mình sẽ đi vào cái phía bên hông cho nó đỡ cái gió các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cái gà ở đây. Đó, nó uống nước nè mọi người. Các bạn thấy không? Thế bạn thấy những con gà nó uống nước không? Đó, nó hơi tối các bạn thông cảm ha. Đó, con gà nó uống nước bằng cái vòi đó các bạn. Tối quá. Đây góc bên đây thì góc bên đây thấy nè. Đó, các bạn thấy nó uống nước không? Anh sẽ đưa cái miệng vào. Anh sẽ đưa cái miệng vào đây các bạn thấy không? Đó, anh đưa cái miệng vào như vậy. Đó, các bạn thấy đúng không? Đó là uống nước đó. Đó, gà uống nước đó. Gà công nghiệp nó hổ uống nước. Và phía bên kia là có cái thau. Cái thau thức ăn. Thì á, ở đây á, là họ có một nguyên một cái dàn. Các bạn sẽ thấy được á, là cái dàn bên đây là cái dàn thức ăn. Và ở đây là một cái thau. Đây một cái thao. Thì đây là những cái dây này như vậy. Họ sẽ đổ cái thức ăn ở phía bồn phía bên ngoài á. Rồi nó sẽ chảy vô trong đây. Và nó rớt xuống thành cái trong cái dĩ đó. Thì mấy con gà đó mỗi lần nó ăn nó đụng là thức ăn mà miệng nó hết là nó sẽ chạy ra. Và cái nước uống á thì nó sẽ uống ở trong cái vòi này. Các bạn thấy nè. Đây nè, cái vòi nước nè các bạn. Đây nè, mình chỉ cần ở đây nó có cục bi để thấy con gà nó uống đụng là nó sẽ chảy nước ra ha. Đó các bạn thấy, họ làm công nghiệp hóa hết tất cả mọi thứ. Các bạn thấy được xa không? Thấy được xa bên kia các bạn thấy được cái mấy cái đồ mà đựng thức ăn không? Đây nè, các bạn thấy không? Mấy cái đốm đen nè. Thì bây giờ là mình quay buổi tối cho nên nó cũng khá là tối. Mọi người thông cảm ha. Đây là cái quy mô, quy trình mà họ nuôi gà công nghiệp ở bên Mỹ như thế nào. Các bạn sẽ thấy được á là nó rất là nhiều, cả ngang cả triệu con lận. Thì á khi mà người ta lợi á, người ta bắt á, người ta thể có một cái xe
người ta chạy từ đầu cho đến cuối và người ta bắt những cái con gà này, người ta hốt hết nguyên một chuồng vậy đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Hầu như là mình chỉ sáng tới chiều cái mình đi mình xem coi những con gà nào nó bị bệnh, bị sụi bại hay gì đó nè, các bạn thấy nó ăn không? Đó, mọi người thấy không? Đó, thấy mấy ảnh ăn không? Đó, đó là như đấy, bây giờ tới giờ mấy ảnh ăn rồi, mấy ảnh đi ngủ á. Thì thường á là gà khoảng bên đây họ nuôi khoảng 3 tháng hoặc tầm 4 tháng gì đó, để chút mình ra mình hỏi lại cho nó kỹ. Đó các bạn thấy không? Rất là nhiều, nhưng mà mình cam đoan với các bạn là bước vào đây nó nghe mùi hôi nhưng mà không có đến nỗi là quá thúi các bạn. Nếu như so với mình mà ở bên Việt Nam mình nuôi cái chuồng mà nó cái số lượng gà như thế này là mình bảo đảm là thúi banh nhà lòng các bạn. Nhưng mà bên đây rất là hay các bạn ha. Đây các bạn, chú Sáu quay vô mặt em cái chú Sáu đó các bạn. Bây giờ phải có trợ lý, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn thấy gà không? Rất là nhiều. Và cái số lượng này là cả hàng ngàn, hàng triệu, hàng ngàn con ha. Cả hàng ngàn con á, mình em cảm em ước lượng cả hàng ngàn hơn. Con để chút xíu nha. Nó đang ăn và uống nước nè mọi người. Đây các bạn thấy không? Đó, nó có những cái hộp như thế này nè, cái là nó lại nó ăn. Rồi cái nước nè mọi người. Nè, cái nước nè các bạn thấy nè, khi mà mình đụng vô như vậy nè là nó sẽ chảy nước ra. Các bạn thấy không? Ở trong đây nó có cục bi. Nè mọi người đó thấy không? Thấy nó chảy ra không? Đó. Thì khi con gà mà nó muốn uống nước là nó sẽ lợi và nó đụng đụng lên đây là nó mổ mổ cái hộp nước này nè là nó sẽ chảy nước rồi. Đây là mọi người đó đó đó. Mọi người thấy không? Thấy anh đang uống không? Đó đó đó, anh đang mổ đó. Đó đó. Các bạn thấy không? Đó, anh đang mổ đó. Đó đó đó. Đó đó, mọi người thấy không? Đó đó đó. Cho nên á cái chuồng nó sẽ rất là khô ráo và nó ăn uống nè. Thì gà thì nó sẽ có cái mùi lông gà rất là hôi và phân của nó, nhưng mà nó không có tới nỗi là thúi nha các bạn. Các bạn thấy bây giờ nó ăn một đợt cuối cùng là nó đi ngủ á, mà chút xíu nữa là những cái đèn này là sẽ tắt hết, không còn mở nữa. Quá trời nhiều. Nghe nói là cái chuồng này là ngày mai người ta lại nó bắt rồi, là cái lứa này là đã tới rồi các bạn. Nè các bạn thấy nè, nó bự nè, người thấy không? Đó. Đó, đang ăn. Đó nó đang ăn nè các bạn. Đó. Tại do hồi sáng á, mình đi công việc á, cho nên mình không có quay ban ngày được. Bây giờ ban đêm